78 công dân Việt Nam đã được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh làm thủ tục tiếp nhận vào ngày hôm qua. Đây là khối công dân được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với cả các lực lượng chức năng của Campuchia giải cứu qua các đợt truy quét của lực lượng chức năng nước này trong các sòng bạc hay các công ty trá hình hoạt động bất hợp pháp tại Campuchia. Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sẽ đưa các công dân này vào trạm biên phòng Mộc Bài, đồng thời phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh xác minh nhân thân, lai lịch.